Cô. Hello. Ok, rồi buổi trước học về cơ bị động đúng không? Vâng. Rồi từ từ nha, trước khi đi vào chữa bài thì chữ đây, một buổi 24. Chữ quá. Ok, rồi. Chữa bài tập về nhà nha. Chữa cho cô bài buổi trước học đến get got cộng với cả verb be to rồi đúng không? Vâng. Mình còn một phần nữa nha. Đấy là phần câu bị động. Cấu trúc câu bị động thì nó sẽ thường là cấu trúc câu bị động cơ bản thì hôm trước cô vừa mới nói xong rồi đúng không? Đấy là to be cộng với cả verb chia ở các thì đúng không nào? Ngoài ra thì mình còn có những cái câu phần câu bị động get got này, have something done này, đúng không nào? Đó, ngoài ra thì mình sẽ có một phần nữa là phần supposed to be, cái gì đó đáng lý ra phải như thế nào đó. Ví dụ it is supposed to be a secret. How is it that everybody seems to know about the plan? It is supposed to be a secret. Nó đáng lẽ ra phải là một cái bí mật. Đúng không nào? Vậy thì cấu trúc nó sẽ là it is supposed to be cộng với cả verb. Vâng. Sorry, sẽ là it's supposed to be cộng với verb. It's supposed to cộng với verb. Đây nào. Verb in phi. Nha. Đây nào. Vâng. It's supposed to cộng với cả verb infinitive. Nha. Đáng lý ra phải làm cái gì đó. Ok chưa nào? Vậy thì làm luôn cho cô phần 45.3 này nha. You shouldn't criticize là chỉ trích nha. Vâng. Criticize. Chỉ trích me all the time. You. You are supposed to be my friend. Yeah, you are supposed to be my friend. Tiếp tục. I'm sorry for what I said. I was trying to be funny. I'm supposed to be Cái gì vậy? À, câu 3, sorry. I shouldn't be eating this cake, really. on I'm a supposed to be on a diet. diet. Ok, rồi câu 4. I'm sorry for what I said. I was trying to be funny. I was trying to be funny. Is it supposed to be a joke? Sai. Is not supposed, it wasn't supposed Oops. to be a joke. It was not supposed to be a joke. Đó, đáng lẽ ra nó không phải là một trò đùa. Được chưa nào? I'm trying to be funny, tức là kiểu tôi đang cố gắng là kiểu trở nên hài hước, nhưng mà đáng lý ra là nó không nên làm trò đùa. Nó không, đáng lẽ ra nó không phải làm trò đùa. Nào, thì it's supposed to be a joke thì đáng lẽ ra nó là một trò đùa. It wasn't supposed to be a joke. Tôi không cố tình nói ra cái câu đùa đó. It wasn't supposed to be a joke. Đáng lẽ ra nó không phải là một câu đùa. Chưa nào? Câu số 5. What is this drawing? Is this a tree or maybe it's supposed to be a flower? Câu số 6. You shouldn't be reading the paper now. You're supposed to be work Cố tình. Supposed to be working. Working ở đây nó không phải là động từ nha. Working ở đây nó không phải là động từ đâu. Working, you're supposed to be working right now. Đáng lý ra đây là giờ mày phải làm việc. Cái working này nó không được tính là động từ ở trong cái câu đó. Thế nào? Cái động từ của mình ở trong câu đó là, đấy là be. Đấy là supposed to be working. Nào, động từ chính của mình là động từ be chứ không phải là động từ working nha. À. Rồi, tiếp tục suppose cộng với to cộng với verb thì cái này mình làm ở trên rồi nha. Cái này cô không chữa nha. Bài tập về nhà chữa cho cô 43.4 này. 44.4 này. Chữa 43.4 trước đi.
My My car car has disappeared. It has been stolen. No. Stolen. Number four. My umbrella has disappeared. Somebody has taken it. Thế đây là câu chủ động hay là câu bị động? Câu chủ động. No, chính xác. Câu số 5. Sam gets a higher salary now. He has been promoted. Sai, không phải he has been promoted. Câu này không thể dùng là he has been promoted được. Câu này, động từ của cô là động từ got. À, động từ get. Vậy thì mình có cái cấu trúc got something done. Thế thì tại sao mình lại phải dùng he has been promoted để làm gì? He got promoted. Chính xác, he got promoted. Anh ta được thăng chức. Chứ không phải là he has been promoted. He got promoted. Câu số 6. Anne can use her office this week. Anne can use her office this week. Is it being recorded? Sai. Is it? Động từ to be ở đây là, to be ở đây là gì? Thì ở đây là gì? Hiện tại. Hiện tại and use tại đơn làm sao được? An không thể sử dụng cái văn phòng của ta tuần này được bởi vì cái văn phòng này nó đang được trang trí lại. Vậy thì ở đây nó phải là thì gì? Hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn đang được trang trí lại cơ mà. Vậy thì nó phải là it. It is being redecorated. Được trang trí lại. No, có số 7. There was a problem. There was a problem with the photocopier yesterday. But now it's okay. Is it working again? It has been repaired. It has been repaired. Ok, chính xác. Câu số 8. When I went into the room, I saw that the table and chairs were not in the same place. The furniture has been moved. Has hay là have? Have. Have hay là has? Cho là lặn vào yep. Yep. Have bốn chữ đúng không? Vâng. The furniture này không đếm được, nó là danh từ số ít. Nhớ nha, cái này ở trong cái bài danh từ số ít và danh từ số nhiều mình đã gặp rồi. The furniture đây không đếm được. Thế cho nên là tất cả những cái gì mà không đếm được nó đều là số ít hết. The furniture has been moved. Câu 9, a neighbor of mine disappeared 6 months ago. A neighbor of mine disappeared 6 months ago. He has not been seen then. He has not been seen then. Okay. Câu số 10. I wonder how then is the days. I hadn't seen her for ages. Rồi, chính xác. Câu này là câu bị động. À, câu này là câu chủ động. Câu số 11. A friend of mine was mugged on his way home a few nights ago. Have you ever been mugged? Mugged ở đây nó là kiểu bị trộm. Bị trộm ấy. Bị trộm. Như nào? Have you ever been mugged? Rồi, 4.4 nào. Get or got cũng là following verb. Nhớ nha, cấu trúc get, got hoặc là have had something done. Okay. Câu số 2, Alex. Alex got stung by a bee while he was sitting in the garden. Next. The tennis courts don't get used very often. Not many people want to play. I used to have a bicycle, but it got stolen a few months ago. Rachel works hard, but doesn't get paid very much. Get paid very much, okay. Last night I got stopped by the police.
as I was driving home, one of the lights on my car wasn't working. Please pack these things very carefully. I don't want them to get damp. Damn it. People DVD often nha. Want... Damn it. To get damaged. Okay? Câu số 8, people often want... People often want to know what my job is. I got asked that question a lot. Asked. À, cuối cùng lắm. Yeah. Okay, rồi. Những cái phần bài trên này thì không chữa nữa nha. Phần bài trên này rất là dễ thôi. Nó chỉ là lưu ý cho cô nha. Nhớ là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều. Ví dụ, cô không biết là nó là ở câu nào nha. Nhưng vừa nãy cô nhìn thấy em có ở trong phần bài tập của em ấy. Em có chia là all fly. Nhưng mà to be của em thì lại là is. Nha. Check lại thử xem. All fly. Tất cả những chuyến bay có S nhưng mà lại là is. Nhớ đấy. Lấy hiệu đấy. Em chưa? Hay sai nhậu kiểu đấy. Sai như vậy là lại. Chấm hết rồi. Hôm nay mình sẽ học câu ao ước. Chưa nào? Ước. Wish. Câu ao ước. Câu wish. Ok. Rồi, thực ra thì tất cả những cái này các bạn đều đã học rồi. Nhưng mà mình vẫn phải ôn lại. Đấy chứ nào? Okay, vậy thì có bao nhiêu loại câu ước? Có bao nhiêu loại câu ước? Hai đâu ra? Có bao nhiêu kiểu thì có từng đấy câu ước. Kiểu thì nha. Mình có thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Vậy thì mình có ba loại, ba kiểu thì. Vậy thì mình sẽ có ba loại câu điều ước. Được chưa nào? Rồi, mình sẽ có câu điều ước thứ nhất. Đấy là ước những gì. Cái gì nhỉ? Từ giờ đầu cô lại không nhảy số nữa. Trời đất ơi. Rồi, mình có ba loại câu điều ước. Thứ nhất là ước cho hiện tại, ước cho quá khứ và ước cho tương lai. Tất cả các loại câu điều ước đều có một điểm chung. Đấy là lùi thì. Được chưa nào? Như thế nào thì gọi là lùi thì. Ví dụ, mình có thì hiện tại về quá khứ. Lùi về quá khứ, chính xác, quá khứ lùi về. Quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành, chính xác, quá khứ hoàn thành thì lùi về. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn này. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở đâu ra? Quá khứ hoàn thành thì lùi về quá khứ hoàn thành, tức là nó giữ nguyên. Được chưa nào? Thì quá khứ hoàn thành là thì cuối cùng. Được chưa nào? Mình có thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nha, nhưng mà những cái thì đấy mình không bao giờ mình dùng đâu. Được chưa nào? Cho nên là mình không cần thiết phải dùng. Có nha, chứ không phải là không có đâu, có. Nhưng mà không nhất thiết phải dùng. Được chưa nào? Vậy thì quá khứ hoàn thành sẽ là cái thì cuối cùng mà mình sẽ sử dụng ở trong cả câu ao ước, cả câu điều kiện và hôm nay mình có phải là mình học câu ước đâu. Trời ơi, đấy biết ngay. Ngáo thật sự. Hôm nay học câu điều kiện, bảo sao cứ thấy cần cấn ta, bảo sao cứ thấy cần cấn. Ok. Học câu điều kiện rõ ràng là vừa nãy. Cô không soạn bài trước khi dạy đúng không? Không, vừa nãy cô có nhìn, vừa nãy cô có xem. Nhưng mà cô quên mất tự dưng, nói câu điều ước. Trời ơi, nhưng mà hai buổi nữa thì mình sẽ học câu điều ước. Rồi, nhắc lại nha, mình có ba loại câu điều kiện. Về cơ bản thì mình sẽ có ba loại câu điều kiện. Đấy là câu điều kiện loại 1, được không nào? Tức là câu điều kiện có thật ở hiện tại. Về cơ bản, cô đang nói là về cơ bản, cô chưa nói nâng cao nha. Về cơ bản thì mình có ba loại câu điều kiện, được chưa nào? Tức là câu điều kiện loại 1 thì là có thật ở hiện tại. Được chưa nào? Tức là sao? Tức là nếu như mà trời hôm nay mưa thì ta sẽ không đi học. Đó, đấy là có thật ở hiện tại, tức là trời hôm nay mưa và ta sẽ không đi học. Chứ nào? If the weather is
Isn't nice. I will not go to school. Được chưa nào? Tức là nó có thật ở hiện tại, nếu như mà trời không đẹp thì ta sẽ không đi học. Đó, được chưa? Vậy thì cái cấu trúc của câu điều kiện loại 1 sẽ là if này. Về if thì mình sẽ có if cộng với chủ ngữ, cộng với verb chia ở hiện tại. Được chưa nào? Verb hiện tại. Okay. Thì về đằng sau mình sẽ có là chủ ngữ cộng với will cộng với verb infinitive với object. Thế chưa nào? Đây là câu điều kiện loại 1 có thật ở hiện tại. Okay. Mình chuyển sang loại câu thứ hai, đấy là câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Thế là nhớ nha, câu 1, câu điều kiện loại 1 là có thật ở hiện tại, có thể xảy ra ở hiện tại và có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai. Được chưa nào? Tức là nó có thật. Còn câu điều kiện loại 2 tức là không có khả năng xảy ra, không có thật ở hiện tại. Được chưa nào? Không có thật ở hiện tại. Như thế nào thì gọi là không có thật ở hiện tại? Cô là cô mà em là em không bao giờ là cô được, mà cô cũng không thể nào là em được. Được chưa nào? Thì nếu như mà mình đặt ra một cái trường hợp là nếu như cô là em. Được chưa nào? Nhưng mà cái trường hợp này nó có bao giờ nó xảy ra không? Không. Không, đúng không? Tại vì cô không thể, bạn cô không thể nào là em được, mà em thì cũng không thể nào là cô được. Được chưa nào? Đó. Vì vậy cái đấy thì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy thì mình sẽ có như sau. Ví dụ if I were you, I would not do that. Nếu như mà ta là mày thì ta sẽ không làm gì đó. Được chưa nào? Thì cấu trúc của câu điều kiện loại 2 sẽ là gì? If cộng với if này cộng với verb, chủ ngữ cộng với verb chia ở quá khứ. Được chưa nào? Verb quá khứ. Đấy. Đấy, đằng sau nó sẽ là chủ ngữ cộng với would cộng với verb infi. Verb infi là verb không chia nha. Cộng với cả object. Được chưa nào? Nhớ nha, không có thật ở hiện tại. Được chưa nào? Rồi. Cuối cùng mình sẽ có một loại câu, đấy là câu điều kiện loại 3. Đấy là câu không có thật ở quá khứ. Được chưa nào? Mình có câu điều kiện loại 1 có thật ở hiện tại, câu điều kiện loại 2 không có thật ở trong hiện tại, câu điều kiện loại 3 không có thật trong quá khứ. Được chưa nào? Ok, vậy thì như thế nào là không có thật trong quá khứ? Ví dụ I was late, so I couldn't watch the film last night. Đúng nào? Vậy thì hiện vậy thì có thật ở trong quá khứ đấy là gì? Đấy là bởi vì tôi đến muộn nên tôi không thể xem bộ phim. Thế nào? Nếu như mà mình sử dụng các điều kiện thì mình sẽ phải phủ định của cái này đi. Thế nào? Nếu như mà tôi không muộn. Đúng không? Bởi vì cái câu này nó là nếu như mà tôi muộn mà. Cái câu này là tôi đã muộn mà. Thì câu điều kiện loại 3 là câu không có thật mà. Thì mình phải phủ định của nó đi. Được chưa nào? Tức là nếu như mà tôi không đến muộn, if I wasn't late, được chưa nào? I could have watched a movie. Được chưa nào? Vậy thì cấu trúc của câu điều kiện loại 3 là gì? Về if này sẽ là chủ ngữ. If I hadn't been late nha. Không phải là if I wasn't been late. If I hadn't been late. Tại vì sai sai. Trời ơi, hôm nay cũng không tỉnh táo rồi. Rồi, vậy thì cấu trúc của câu điều kiện loại 3 thì sẽ là if này. Cộng với verb chia ở quá khứ hoàn thành. Nha, quá khứ hoàn thành. Đó. If cộng với verb thiếu chủ ngữ. Hôm nay cũng bị làm sao ấy. Chủ ngữ cộng với verb chia ở quá khứ hoàn thành. Chắc là cô đang hơi thiếu ngủ. Dưới đằng sau nó sẽ là chủ ngữ này cộng với would hoặc là could have done. Tại sao cô lại nói là done ở đây? Tức là verb chia ở phân từ 2. Được chưa nào? Verb này chia ở phân từ 2 cộng với object. Ok chưa nào? Ngoài ba cái loại câu điều kiện này ra, mình đáng còn ra một loại. Đáng ra là
không xảy ra nhưng thực ra là xảy ra. Hay như sao lại đáng ra là không nào? xảy ra? Đáng ra nó đã xảy ra. Ừ, mới nghĩ là em quên mất rồi. Sao lại quên nhanh như thế nhỉ? Nói chung là đừng phức tạp cái này lên, đừng phức tạp cái này lên. Cái câu một, câu điều kiện lại một là nó có thật, câu điều kiện lại hai là nó không có thật, và câu điều kiện lại ba là nó không có thật ở trong quá khứ. Được chưa nào? Vậy thì không có thật ở trong quá khứ tức là sao? Tức là nếu như mình làm cái đó hoặc là nếu như mình không làm cái đó thì nó sẽ thay đổi. Đúng nào? Thì nếu như mà cái câu ở trên, cái câu gợi ý cho em ấy, I was late so I couldn't watch the film last night ấy. Đó, ví dụ như vậy, thì nếu như mà nó là câu điều kiện lại 3 thì em phải phủ định lại. Đúng không? Em phải đảo lại. Đúng nào? Tại vì em không thể nói là như nào nhỉ? Tức là nó đã xảy ra rồi. Đúng nào? Nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Ok chưa? Nhưng mà bây giờ là câu điều kiện là mình ước gì là nó không xảy ra như vậy. Nếu như mà nó không xảy ra như vậy thì mình đã có một cái hướng giải quyết khác. Đúng không nào? Đó, nếu như mà nó không xảy ra theo đúng cái hiện thực ở trong quá khứ ấy thì có lẽ là nó đã khác rồi. Đúng không nào? Vậy thì cái câu if là câu nếu mà. Đúng không? Thì nếu cái gì đó không xảy ra, đúng không? Thì em phải phủ định câu điều kiện loại 3. Nào. Nói chung là đừng phức tạp hóa lên. Tí nữa làm bài rất dễ, đừng phức tạp hóa lên, được chưa? Đừng phức tạp nghe hóa lên. Nó rất là lú nhé. Nghe nó rất là lú, tại vì em phức tạp hóa nó lên đấy. Em chỉ cần nhớ giúp cô thôi, câu điều kiện loại 1 không à, câu điều kiện loại 1 là có thật ở hiện tại, tức là nó có thể xảy ra. Thế nào, câu điều kiện loại 2 là không có thật ở hiện tại. Còn câu điều kiện loại 3 là không có thật ở quá khứ. Được chưa nào? Quá khứ tôi làm cái này thì nếu như mà tôi không làm cái này thì sao? Xảy ra. Được chưa? Ok. Đấy. Về cơ bản thì mình sẽ có ba loại câu điều kiện này. Được chưa? Mình sẽ còn một loại câu nữa, đấy là câu điều kiện mix. Câu điều kiện mix tức là câu điều kiện kết hợp. Được chưa nào? Vậy thì khi Được. Nào thì mình sẽ dùng câu điều kiện kết hợp. Câu điều kiện kết hợp thì thường nó sẽ kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Được chưa nào? Ok chưa? Được. Tại sao lại kết hợp ở câu điều kiện loại 2 và loại 3? Tại vì trong quá khứ không làm gì, hiện trong quá tại khứ, không có. Không, không, không. Trong quá khứ người ta có làm. À, từ từ. Đúng rồi, trong quá khứ người ta có làm, nhưng tức là nó có thật ở trong quá khứ nha. Tức là nó có thật ở trong quá khứ. Được chưa? Tức là người ta có làm. Người ta có làm, nhưng à, sao lại người ta có làm? Để cô lấy ví dụ nha. Em đang làm cô rất là lú. Để cô lấy ví dụ. Để em cô tự làm cô lú. Yeah. Em lại làm cô lú là sao? Có thể đây, cô từ, nói từ, từ, một từ. mình, em có nói gì Đúng ạ? À? I didn't close the door last night. Được chưa nào? Tôi không đóng cửa sổ. Door last night. Tôi không đóng cửa sổ bởi chính vì vậy hôm nay tôi bị ốm. Today I am sick. Được chưa nào? Vậy thì cái hành động này nó có xảy ra trong quá khứ không? Cái hành động mà tôi đóng cửa sổ nó có xảy ra trong quá khứ không? Không. Đúng không? Nó không xảy ra trong quá khứ, vậy thì nó là câu điều kiện loại mấy? Ba. Cô bảo rồi, câu điều kiện loại 3 em phải phủ định nó đi. Được chưa nào? Em phải phủ định cái câu điều kiện loại 3 đi. Được chưa nào? Vậy thì cái vế này, I didn't close the door last night. Đúng nào? Vậy thì tối hôm qua tôi có đóng cửa không? Tôi không đóng cửa mà. Đúng không? Vậy thì nếu như mà tôi đóng cửa, if I close the door, I had closed the door. Đúng nào? Đây là câu điều kiện loại mấy? Ba. Loại 3, tại sao nó lại là loại 3? Trong quá khứ nó không xảy ra. Chính xác, nó không xảy ra trong quá khứ. Trong quá khứ tôi không hề đóng cửa. Được chưa nào? Nhưng kết quả của nó thì lại ở đâu đây? Hiện tại. Hiện tại. Đấy, chính vì vậy kết quả của nó là ở hiện tại. Được chưa nào? Kết quả của nó ở hiện tại. Để viết kết quả ra nha. If I had closed the door, I wouldn't. Would not, đúng không? Vic. Wouldn't be sick.
Được chưa nào? Đó. Vậy thì đáng lẽ ra là nếu như mà cái hành động này nó xảy ra trong quá khứ thì tôi đã không bị ốm, thì hiện tại tôi đã không bị ốm. Được chưa nào? Vậy thì câu điều kiện mix sẽ sử dụng khi nào? Khi nó không xảy ra ở trong quá khứ nhưng nó có liên quan đến hiện tại. Cái kết quả của nó lại nằm ở hiện tại thì mình sẽ sử dụng câu điều kiện mix. Được chưa nào? Cấu trúc của câu điều kiện mix nó sẽ là vế if thì sẽ là câu điều kiện loại 3, còn vế đằng sau thì nó sẽ là câu điều kiện loại 2. Được chưa nào? Nó sẽ là if này cộng với chủ ngữ cộng với verb chia ở quá khứ hoàn thành. Được chưa nào? Vế đằng sau nó sẽ là chủ ngữ cộng với would cộng với verb in fee. Được chưa? Vâng. Ok, ghi ba cấu trúc này vào, à, ghi bốn cấu trúc này vào đi. Ghi chưa? Em đang ghi. Em tự điều cần lại không. Em Nhớ rồi, ghi ví xong. dụ vào nha. Em xong. Ok, rồi xong rồi nha. Đi vào luyện tập luôn nha. Bài này không cần làm. Bài này tí việc làm. Làm cho cô bài 38.2 này. 39.1 này. 39.3. Tạm thời làm cho cô ba bài đấy đã. Nha, làm xong thì sẽ chữa. Ba bài đấy làm trong vòng 12 phút. Mỗi bài 4 phút. 14 phút cho tròn. Nhưng mà chia 3 thì nó không tròn nữa anh. 14 phút. Làm 10, 14 phút. Làm 15 13 phút, phút. mỗi bài 5 phút. Ok chưa? Ê, để đến 9 giờ 28 Làm sao đấy? Làm đi! cộng vào nó tròn. Đừng có mà cộng với trong hỏi. Làm đi nhanh lên. Rất dễ thôi, không khó đâu. Có. Làm mấy cái câu này nó rất là dễ thôi. Bình thường là câu điều kiện loại 3 ấy thì nó sẽ có một vế ở đằng trước. Chứ nào vế mà để xác định cho em là nó đã xảy ra trong quá khứ ấy, nó sẽ có một vế ở đằng trước. Đó. Còn câu điều kiện loại 1 thì tức là nó có thể xảy ra đúng không? Còn nó có thể xảy ra trong hiện tại. Đó, vậy thì thường thì mình đọc thì mình sẽ phân biệt được luôn câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2. Đọc lý thuyết nó hơi lú, bị hơi bị ngáo ngáo. Không, hôm nay cô giảng cứ bị ngầu ngáo đúng không? Em không biết nhưng mà em đọc lý thuyết em thấy bựa rồi. Thế Kiểu mà nó gì cứ ấy. bị ngầu ngáo. Thấy có sao sáng. Hôm qua đến 4 giờ sáng em ngủ mà sáng em tỉnh táo. Mắc cả Chúc điều. mừng em. Hôm nay cô lại vừa từ Pháp về, thế cho nên là cô đang hơi buồn ngủ. Từ Pháp luôn. Hôm qua cô đi chợ Giáng sinh ở Pháp, đẹp lắm. Rất đẹp. 10 điểm. Đây này. Không nhìn thấy. Đây. Nhìn đi, nhìn đi. Nhìn đi. Look. Không nhìn hả? Em vẫn nhìn Đây. trông Đây. Trông trông đẹp. đẹp. Sẽ không đẹp. Trông không đẹp. Đây. Nó bán kiểu mấy cái quả bóng, không phải là mấy cái quả bóng mà là mấy cái gì ta, mấy cái quả cầu tuyết ấy Tuyết. này. Quả cầu tuyết, thế bảo là tuần sau bên cô sẽ có tuyết nhưng mà không biết là có
lạnh kinh khủng. Sau khi học xong bên Úc em sẽ sang châu Âu. Nghe hay. Lần đi. Làm 38.2 với câu bao nhiêu? 39.1 và 39.2. Không. Không cái gì. À, đây, anh em làm nhầm 38.2. Hôm nay là một ngày không ổn lắm để cho việc học hành. Em đi bóng vàng mệt hết. Sati là mạnh của Đâu, có mấy? U6. Sati là mạnh. Đây là Salty, salty, salt là muối thì salty sẽ là mặn.
Sweet là ngọt, đúng không? Vậy thì sweetie là gì? Rất ngọt. Hay là không ngọt? Sweetie là bằng với cả baby ấy. Này này. Bằng với cả the baby. À. Sao như thế? Nó thích như thế này. Ừ. Đấy thì mới gọi là ngôn ngữ ấy. That's why I hate English. Ôi, nếu như mà em ghét, nó là ghét tiếng Anh. em Em ghét tiếng cũng thích Anh học tiếng thì Anh tí nào, em nhưng sẽ mà ghét tiếng Pháp. thực ra nếu nó không phải ngôn ngữ bắt buộc để học thì em cũng không muốn học một tí nào cả. Nhưng mà tiếng Anh là Chả tiếng dễ hiểu dạy. sao em ghét nó cái khổ, cứ học rồi. Về sau anh sẽ thấy là tiếng Anh là một trong những cái môn mà dễ nhất trên trần đời này luôn. Chả có gì dễ bằng tiếng Anh. Nhanh lên anh Đó. trai ơi, để con chữa bài đây. Tại bữa em làm nhầm mà, nên là tốn thời gian rất nhiều. Thế em làm nhầm là lỗi tại cô, lại còn trình bày. Làm nhầm thì em phải Bài tự chịu trách nhiệm về quyết định của em, quyết định làm nhầm của em. Xong rồi em lại bảo cô không có nhu cầu giải quyết cái việc làm nhầm của em. Điện thoại hai vậy nên thích nào nhỉ? Xong chưa? Chưa. Ừ. Thì vậy em đã nói thì Không giải thích. No excuse. Không giải thích. excuse là giải thích à? Không, excuse là bị biện. Explain Không giải thích lời của bị cô. biện. Ừ. Nhưng mà no excuse không cần ngụy biện nữa. Không cần phải giải thích. Xong chưa? Còn một Chưa câu nữa. em mới làm đến câu đầu tiên của bài 39.2. Ok. Cố lên em còn một phút nữa. Không kịp rồi. Em năm 6, 7, 8, 9, 10 phút nữa còn kịp chứ. Kịp. Khó quá. Khó cái chứng hỏi. Tại em thấy nó nhiều cái tại à đâu Rồi chữa được bài nha, chữa bài nha. Chơi được 38.2 chơi nha.
À 38.1, à 38.2. 39. 9.1 chứ bộ. 38.2. Em tưởng mày phải làm. 3 bài cơ mà. Sao? Em vừa hỏi. 3 Em bài là bài 38.2 với 39.1 và bài 39.2. 3 bài. em vừa bảo em tưởng bài 38 làm cũng như bài bên trên Thế thì em nhưng làm mà bài gì? em Làm bài đầu làm tiên à? không, em làm hai bài dưới và cái bài 38.2 này Thế thì tại sao mà làm lâu như thế được? thì em làm cả bài, thì em làm bài 38.2 trước nhưng mà em tưởng là em làm nhầm, thế em bỏ đi luôn, em làm 39.1. Nào, 38.2. I I can't can afford to buy a car if I had afford. Ôi. bought a car. Em bought Tại sao lại là bought a car, car? em nhầm. Đây có điều kiện loại mấy? Cái hai. Loại 2. Cái vế đằng sau nó lù. Chưa cần xét đến nghĩa nha. Cái vế đằng sau nó Em lù đọc lù. nhầm. Là would have. Em đọc nhầm. Em If đọc I nhầm. bought a car, I would have to borrow the money. Câu thứ 3. Don't lend Lên. Amy your Lên lên lấy mi cho ca. If she asked me, I wouldn't lend mine. car. Tiếp theo. If the computer factory closed down, many people would lose their jobs. Rồi, câu thứ 5. Anh Gary and Emma will get married. I would be amazed if they Ừ. did. What would you do if you were in a lift and it stopped between Chính xác, câu thứ 7. floors? If somebody gave me 10,000 pounds, I would have a very long holiday. Chính xác, ok, toàn bộ những cái phần này nó là câu điều kiện loại 2, được chưa nào? Rồi, chuyển sang bài Đáng tiếp lẽ nổi tận 10.000, 10.000 bảng. theo. Đáng 10.000 bảng là rơi vào khoảng 300 triệu. Nào, câu thứ 3. 35 triệu vậy á? Sao ít đấy? Em tưởng 300 một triệu bảng thôi. 50.000. Một bảng là 30.000. 50.000. Ừ. Ngày trước em nó là 35.000. Câu 1 là I would help you if I could, but I'm afraid I can't. Rồi. Sao tự nhiên em thích giọng đọc cái giọng Ấn Độ ấy? You know, hay. We are from the little car at my present. But you will then Đọc cho nó cẩn thận đây. we don't need a car as present, but we would need a car if we live in the country. If we had the choice, we would have lived in the country. The soup isn't very good. It would taste better if it wasn't so salty. I wouldn't mind living in England if Was we better? the weather was better. Was better chứ. Em nào was better mà. Em đọc là was be better. Chắc tôi nghe nhầm ý. Không thể Tai nào. tôi đâu có lãng. Câu Cô số 8 già này. quá. Kể dài. If I were you, I would not wait. I'm You going could. Ừ. now. You're always tired. If you didn't go to bed so late every night, Ừ. Cái câu này mình hoàn toàn có thể điền câu điều kiện mix được nha. Được không nào? Tức là if you hadn't go to bed so late every night, you wouldn't be tired all the time. Nó vẫn được nha. Cái điều kiện này vẫn có thể sử dụng cái điều kiện loại 3 được. Nhưng mà thôi, đừng có điều kiện loại 2. Câu số 10. I think there are too many cars
I think there are too many cars. If there had not been so many cars, there would not have been so Cái much gì? If pollution. if they gì? If there had. Câu này là câu điều kiện là mấy? Cái này hay. Câu điều kiện lại hai thì về if điền là cái gì? Thì cấu trúc câu điều kiện lại hai là gì? If cộng chủ ngữ cộng verb phần đầu cộng verb quá khứ và chủ ngữ cộng verb út verb infinite cộng với cả object. Thế thì câu này đi là gì? If there weren't so many cars. If there weren't so many cars. There would not be so much pollution. Chính xác. Pollution. Được chưa? Làm tiếp 39.2 và 40.2. 40.1 về nhà làm. Xem nào, làm 39.2 và 40.2. Nhanh lên. Có một mình, có mình mỏi. Làm cái bài dễ như thế này mà cũng làm sai. Em đọc nhầm. Cái gì nhỉ? Câu điều kiện là một trong những kiểu câu mà cần thiết phải sử dụng ở trong bài thi writing nha, bài thi IELTS writing ấy. Hoặc là bài thi IELTS speaking. Nếu như em sử dụng câu điều kiện, câu relative clause, em sẽ được cộng rất nhiều điểm. Nhớ nha, em ví dụ như kiểu, nếu như mà em không dùng thì em không có điểm. Được chưa? Ví dụ như kiểu, em bắt đầu với cả cái thói quen là hay sử dụng những cái câu câu cửa miệng đi. Ví dụ như kiểu I'm not sure, hoặc là if I were him, if I were her, I would not do that. Nên là if they were in my shoe, nói chung là câu điều kiện. Thế nên là sử dụng câu điều kiện trong cả văn viết và cả phần speaking thì em sẽ được cộng rất nhiều điểm. Bởi vì ở trong cái phần speaking và cả cái phần writing ấy, người ta sẽ xem cái khả năng sử dụng đa dạng cái cấu trúc ngữ pháp của em như thế nào, cũng như là sử dụng từ vựng của em có chuẩn chỉnh hay không.
Xong chưa anh bạn? Chưa. Nhanh lên. Cái bài này nó dễ như này, nhắm mắt cũng làm được. Xong các bạn biết em này tự nhiên lại không làm được gì. Nó cứ bị đỡ rồi đi ấy. Đúng không? Hôm nay đúng không? Hôm nay nó cứ bị làm sao ấy. Em nhìn em chả hiểu cái gì cả. Kiểu gì ấy. Mặc dù bài trên em làm trong vô thức. Xong phải viết cái bài để viết lại câu ấy nó cứ đần đần thế nào ấy. Nói chung là nó không ấy đâu, nó không khó đâu, chẳng qua là đầu óc của chúng ta đang không Thực đầu ra là tuần mình đấy, bởi vì đây là đầu tuần đấy, cũng nghĩ bởi vì đây là đầu tuần. sáng nay em may mắn là thế mà. Em Hay là bây giờ mình chơi một ván XO. được. Nhưng mà cô không xem màn hình, từ từ để cô xem cái này nó có trò chơi không nhá. Cái này lại không có trò chơi, cay thật sự. Đâu Ở trên à, cái này này. trên PDF ấy. Thôi, cô sẽ không làm trên file PDF đâu. Lười lắm. Thôi, tốt hơn là em nên làm nốt đi. Làm nốt đi. Đừng có lười nữa. Làm đi. Chỉ còn cố gắng lên. Còn 8 phút nữa thôi. Em làm bài 40.1 trước cũng dễ hơn. Em sẽ Sao lại không làm 40.1? 40.2 chứ. 40.2 á. Ừ, 40.1 về nhà làm mà. À, xin mẫu 40.2 trong vẻ ở trên. 40.2 dễ hơn đấy. Sẽ làm nó trong vòng 30 phút. IC là trơn nhé. IC là bị trơn nhé. The accident happened because the road was icy. Xong chưa? Xong chưa? Sao nhìn nó cứ vừa vừa có gì này. Làm thử nha, làm cùng nha. Cô làm cùng nha. Câu thứ hai nào. The accident happened because the road was icy. Thế viết lại đây là câu điều kiện lại mấy? Lại mấy? Và Rồi, viết lại như thế nào? if If the the road... road had not been Chính icy, xác. the accident wouldn't have happened. Chính xác. Wouldn't have... Mặc Would dù em wouldn't have happened. biết là nó Kể đúng cả... nhưng mà sao nhìn cứ sai sai rồi Chả thế sai gì cả. kiểu Câu thứ ba. I didn't know that Joe had to get up early. So I didn't wake ý bài up. Cô được lại mấy? đoạn tôi không biết rằng dâu phải dậy sớm vì vậy tôi đã Nói không đánh thức chung anh ạ. là cứ nhìn thấy cái quá khứ này là biết nó là câu điều kiện lại mấy rồi. Lại hai, Lại hai ở đâu ra? lại ba, Lại nhầm ba chứ, bởi vì nó có ba cái ơi, xảy ra dễ hiện tại. cái câu này nó là
xảy ra trong quá khứ mà. Em loại 1 và 2 trong hiện tại, quên mất. Ừ, loại 1 là có thật ở hiện tại, loại 2 là không có thật ở hiện tại, và loại 3 là không có thật ở trong quá khứ. Chứ nào? Vậy thì if gì? If I had. If had I, gì? Had gì? Had known. Chính xác, if I had known that he had to get up early. Get up early, I would have waken him up. Rồi, chính xác. Câu tiếp theo, unfortunately, I lost my phone, so I couldn't call you. If I had not lost my phone, I would have called you. Chính xác. Câu thứ năm, Karen wasn't injured in the crash because she was wearing a seatbelt. Karen, if Karen had not if Karen had not worn a cell gì vậy? A seat belt. Where? Ba trăm sáu mươi động từ bất quy tắc. She would have been injured. Injured ở đây nó là tính từ, chứ không phải là động từ nha. Câu 6, you didn't have breakfast, that's why you are hungry now. À, đây là có điều kiện loại mấy đây? Loại kết hợp. Chính xác, loại mix. You didn't have breakfast, that's why you are hungry now. Nào, làm từ câu này đi. If you would be hungry now. Không dịch câu à? Câu thứ bảy. I didn't get a taxi because I didn't have enough money. And if I had enough money, I would have given a taxi. I would have gì? Would have. Ở độ đề ghét mà. Ừ, anh nhớ. Không phải là ghi. Would have. Would have gì? Vâng ạ, would have got a taxi. A taxi.
Em không Trời biết nhưng em lại ơi, quên tại sao. điên mất. Đại học bị làm sao ấy. Rồi, bài tập về nhà hoàn thành tất cả những bài tập trong này và phần bài tập cô gửi. Ok chưa? Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại vào Từ từ. thứ tư. Và hy vọng là chúng ta đều không náo như thế này. Ok. Bye bye và hẹn Lần gặp sau em lại. sẽ chỉ mỗi cô rồi. Bye bye. Chào cô.